Nhìn kiểu gì cũng giống mình lắm. Con mực. Đứng lại. Stop. Đâu rồi? Trong này lề mề đấy. Bradley. Did you see which Bradley, anh có thấy hắn ta vừa chạy đường nào không? Ai? Tôi chẳng thấy ai cả. Tôi chỉ nghe có tiếng ồn thôi. Anh ổn chứ? Có một người đàn ông đã núp trong cái căn phòng trên lầu. Hắn ta đã chạy khi mà thấy tôi. Hắn ta không thể xa đây được. Đi tìm hắn đi. Bà nội nó phải thằng này không nào? Tôi sẽ yểm trợ anh. Mình nghi là thằng chó đấy. Phải này không ta? This door was closed earlier. What? Where did he go? Hắn ta trốn đâu rồi? No, no, hắn ta phải ra và trốn bằng một đường nào đó. Không, không, hắn ta vừa đây mà, tôi chắc chắn là như vậy. Cùng nhau tìm căn phòng này đi. Gì đấy? This panel is movable. Adu. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Đây là một lối đi bí mật của gia đình này. I must find a way to activate. Mình cần phải có cách nào đó để kích hoạt được cái cửa này. Không đủ sức mạnh để quay cái này. I'd be better off not touching them for the moment. Không đủ sức mạnh để tự quay cái này bằng tay được. Tại vì mình không có cộng điểm vào cái bàn tay. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Nó mưa to quá. Dấu vết gì đấy? Bookcase has been moved several times. Kệ sách đã được di chuyển rất là nhiều lần. This globe seems to. Quả cầu này có vẻ giống như là một cái gì của một cái gì đó đó. Ai biết dùng cái này không? Mình biết luôn đấy. Ai biết quả cầu này về chỉ về đâu? Chỉ về Việt Nam thử. Việt Nam nằm ở đâu? Việt Nam nằm đâu trên bản đồ? Việt Nam đâu? What the? Việt Nam đâu? À đây 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 đây. Rồi mở cửa đi. Doesn't work. Không được. Chỉ vì Việt Nam nó không hoạt động được. Canh ở Đắk Lắk nè. Mấy game có não này đau đầu lắm. It looks like an old sea. Nó giống như là một con đường di chuyển trên biển. Có thể đây là một cái bản đồ chăng? Tiếng gì vậy? Doesn't work. I must have missed something. Không được. Doesn't work. I must have missed something. What the fuck? Seems like this came from a log. There must be a link with the Seaway map. Đại đây nằm ở chỗ deck nào. Vô đi. Adu. Looks like it worked. Adu. Người ta nói hay không bằng hên, ok? Well done, Pierce. Hay lắm, Pierce. Cảm ơn anh, ông quá khen. Tôi cũng may mắn thôi ông ạ. Mà bây giờ thì nó chạy mất tiêu rồi. Nãy giờ cái thời gian ngồi mò từ trộm nó chạy mất thôi. À đủ, có hầm mỏ này. Thì ra đào vàng trái phép. Đào vàng bây giờ là phải có ý kiến của xin giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới được làm hầm đào, ok? Đào hầm trái phép như này là dễ bị bắt lắm. Đây là lý do mà gia đình Hawking là giàu có đấy. Họ đã đào vàng trên chính hòn đảo của họ. Secret passage. Một lối đi bí mật à? Ở dưới này à? Ha, đúng là một nhà thám tử rất là hay đó. Thằng ăn trộm nó chắc chắn không chạy được xa đâu. Ok, chúng ta cần phải dí thằng đó gấp. Chúng ta cần phải tìm thằng đó. Look, someone's been here.
Ai đó mới ở gần đây. Ông không cần phải nói, tôi cũng biết ông ạ. Did Charles Hawkins use this place? Charles Hawkins có sử dụng nơi này không? Who were the others? Những người này là ai? Ngu địa và là, sorry. Địa lý với lịch sử mình ngu lắm. What is this mask supposed cái mặt nạ này to tượng trưng cho cái điều gì đấy? Má, sao mình không cộng điểm vào cái kia ta? Mình không cộng điểm vào tôn giáo, bây giờ nhìn bọn này mình thấy ngu ngu thế nào ấy. Một thám tử không biết gì về tôn giáo. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Charles Hawkins có giấu gì trong cái két sắt này không? Nhìn gì ấy? Đi 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 cho đội. The fuck, có tiếng gì ấy? Nghe không? Tiếng gì ấy? Mặc dù ở đây trời mưa nhưng mình vẫn nghe cái tiếng bùm 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 bùm. Giống như đứa nào vừa ném cái gì xuống nước ấy. Hello, có ai ở nhà không? Gì đây? These paintings must be several centuries old. Bức tranh này là rất là cũ rồi. Vài mấy thế kỷ rồi đấy. These people lying down. Are they dead? Họ đã chết hay là đang ngủ? Are they asleep? Những cái người đang nằm trong bức tranh này đã chết hay đang ngủ? This monstrous creature. Con quái vật này thật là kinh hoàng gì đó. Má, mình phải điều tra hết mấy cái này mới được. Nguy hiểm quá. These buildings seem to have come out of the water. Bức tranh, cái tòa nhà này xuất hiện từ dưới mặt nước. Má, cái tôn giáo gì vậy? Tôn giáo dưới lòng đại dương chăng? Rồi, được một điểm rồi. Cộng một tôn giáo gấp. Gì kỳ ấy? Pha! Nông cho cộng. What's going on here? Chuyện gì xảy ra đây vậy? Chúa mới biết. Peace. Keep your voice down. Ngậm mồm lại. We're not alone. Chúng ta không có đơn độc đâu. Good God. Trời ơi. What have you got me into? Anh đã đưa tôi vào nơi nào thế này? We'll see. Chúng ta sẽ biết thôi. Tôi sẽ đi trước. Cố gắng đi về nó đi nhá. Ừ, ừ, ừ. Có một lối đi ở đây. Tôi sẽ gặp anh ở phía dưới. What the fuck? Ê, có người kia. Này giờ mình tưởng là mình nhìn cái đống xanh xanh, mình bảo what the fuck is it? Nhưng mà hóa ra đây là có người. Có bọn này đang cầu nguyện cái gì? Có một giáo phái đang cầu nguyện cái đếch gì đó. Sao xuống đây? À, đừng xuống bên này. Mình cần phải điều tra. Tại sao bọn này lại thờ hình mình? Tại sao bọn này lại thờ mình? Hố gì đây? A mass grave. Một cái hố rất là sâu. Đừng có nhảy xuống ông nội. A table for sacrifice. Một cái bàn để hy sinh. Tại sao lại hình mình ở đấy? Trời héo. Ê, đằng sau có cái bóng. À, không phải. Ừ, đằng sau có cái bóng kìa. Rồi, sao? Thằng kia chết chưa? Thằng mình đè lên chết chưa? Thằng mình đè lên chết chưa? What the fuck? I can't. Thở đi, thở đi. What's happening? Thở đi, thở đi. Có một vài nơi sẽ làm cho mình rất là căng thẳng. Mình cần phải tìm ra khỏi nơi này gấp. Bởi vì thằng này căng thẳng càng lâu nó càng dễ chết. Người ta gọi hiện tượng stress đấy. Tim đập nhanh, phổi thở mạnh. Ok, thoát được khỏi nơi này. Anh ấy lại bình tĩnh. Là một người thám tử tài ba. Đến lượt của tôi à? Chính xác. Đến lúc rồi. Anh sẽ sớm thôi sẽ thành một trong số chúng tôi. Cơ thể và tâm trí của anh đã chuẩn bị. Tôi đã mơ mỗi đêm về chuyện này. Tôi luôn luôn có những cái tầm nhìn này. Tôi đã chuẩn bị. Tốt lắm. Chứng minh cho chúng tôi đi.
It's like in my dream. Nó giống như giấc mơ của mình. À, bọn này là một cái bang phái gì đó và bây giờ đang chuẩn bị gia nhập một thằng người U nào đó. Giáo phái đạo dụ. Những người bình tĩnh hay thở đều. Rất dễ bình tĩnh. Chấm hỏi. Mình lúc nào chả bình tĩnh. Gì đấy? Cái gậy này mới được đâm này. Có vẻ như đây là một nghi thức. Đây là con dao dùng để lấy máu trong một nghi thức gì đó. Ủa cầm luôn à? Ok. Gì đây? Đây, bây giờ đọc tìm hiểu về giáo phái này đi. Pre-classical Latin? Giáo phái Latin. See what it says. Xem nó nói cái gì đây? What is this awakening they talk about? Sự thức tỉnh, sự thức tỉnh. And this sacred flame. Sự hy sinh máu thịt. Ok. Giáo phái thức tỉnh, hy sinh máu thịt. Nhớ đấy. Ui, y chang giấc mơ của mình luôn nè. Lúc đầu là mình mở cái cửa đấy. Mở được không? Mở được. Đó, bên trong mọi người đang thờ cúng cái gì kìa. Xong bắt đầu mình đi vào cái chỗ này. Xong bắt đầu trong giấc mơ của mình. Bật quẹt lên là tối quá. Trong giấc mơ của mình bắt đầu mới đâm một thằng nào thì vậy. Hay là bắn một thằng nào đó. Nhưng mà nhân vật mình làm gì có súng mà bắn ra. Nhân vật mình đâu có súng lấy gì bắn. Crush tự tỏ tình hả? Tưởng tượng đến ngày đó. Tưởng tượng đến ngày đó mà lòng vui phơi phới. Những người đang ngủ quên. Hãy chấp nhận những người giấc mơ này dưới đôi cánh vĩnh tử, vĩnh cửu gì đó. Hãy cho xác thịt của người và chấp nhận người này và để cho người đàn ông này được thành của người và của chúng tôi. Cthulhu, Cthulhu, bla bla bla. Hãy cho tâm trí của hắn ta, chấp nhận hắn ta, để hắn ta được trở thành của chúng ta. Ichiklu, Hupa, Kahulu, bla bla bla. Hãy cho giấc mơ của hắn ta trở thành của hắn ta, và con đường của hắn ta cũng trở thành của hắn ta. La 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 la. Hiểu gì chết lên. Yo, cre Cthulhu có khúc này mình hiểu rồi. Blè 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 blè. Đi ra hỏi hả? No 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 no. Hãy để cái gì? Hãy để linh hồn của hắn ta dẫn đường cho chúng tôi. Hãy để giấc mơ của ngài dẫn đường cho chúng ta. What? Yo, cre Cthulhu book. Blè 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 blè. Hãy để những người mơ mộng mở đường. Để ngày ấy cuối cùng cũng đến. Và người sẽ được thức tỉnh. La la Cthulhu. Bla 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 bla. À đủ, ghê nó giật một cái kìa. Xong chưa? Xem xong chưa? Ô, nãy giờ mình di chuyển được ạ. Nãy giờ mình tưởng phải ngồi xem nhé. What about your protege? Oh shit. His awakening is complete. He will join you shortly. Thằng ấy liều nhỉ, một mình dám xông vào mặt trận này. Gì đây nữa? Ê, cái này giống trong giấc mơ này. Y chang trong giấc mơ luôn. Có 3-4 thằng đứng ở một cái nơi nào đó. Sau đó có một thằng rút súng ra và bắn đùng. À đù, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Thằng rút súng là thằng sĩ quan là chứ ai nữa. Tôi thấy bọn nó có vẻ như không có điều gì tốt lành. Này rút súng ra này. Cái quái gì đây? Có một người xâm nhập. Shit. Đừng di chuyển, cảnh sát đây. Đủ y chang trong giấc mơ luôn nè. Không được di chuyển. Không được di chuyển. Nếu không ta bắn. Thằng này người quấn đầy mực. Ta sẽ bắn mày đấy. Bradley, lùi lại, lùi lại.
bọn mày muốn phải không? À đù. Charles, người không được nhìn thấy những thứ này. À đù. Cho em chạy được không? Fuck my life, fuck my life. Tha em đi. Ui mạnh dữ. Mạnh dữ. Ui thằng chồng chưa chết kìa, thằng chồng chưa chết. Mình tưởng thằng chồng chết thì thằng chồng chưa chết. Oh shit. Shit. Thằng chồng chưa chết. Oh. Chết chưa? Chân của tôi. Sao rồi? Chân mình làm sao rồi? Què nhẹ nhẹ vẫn chạy được, vẫn lết được. Vậy mà ban đầu mình cứ tưởng thằng cảnh sát chứ. Tưởng thằng cảnh sát giết cả gia đình chứ. Mấy con mực kia cũng nói là mình cũng tưởng như vậy. Thì ra không phải, thì ra ông chồng chưa chết. Charles. Ơ, một con mực nào chết đây rồi. Mà sao ông chồng mạnh thế? Ông chồng có sức mạnh của siêu nhân à? Có thấy mấy con bạch tuộc bu bu ngay tay không? Sao ông lấy vai ông hút nhẹ phát, sập nguyên một. Cuối cùng cũng có ánh sáng rồi. Ông sập một phát, sập luôn cả hang động. Phá à? Rip. Chương 5. Riverside. Bên cạnh dòng sông. Institute của một thư viện hay là một cái gì đó, tu viện. Chuẩn bị tiêm. Cái gì đấy? Tiêm cái gì đấy? Người tốt hay người xấu đây? Bọn này là người tốt hay người xấu? Anh ta đang bị co giật. Anh ta sẽ sống thôi. Anh ta là một thực thể mạnh khỏe. Lại trả phái. Kìa, hắn ta đang mở mắt ra đấy. Anh đã cứu được hắn ta. Tôi không dậy được. Đừng di chuyển, Pierce. Anh chắc chắn là mới bị sợ đấy. Các người đã làm gì với tôi? Cởi trói cho tôi. Bình tĩnh đi, người bạn. Anh đã chết rồi mà. Hắn ta đã giết anh rồi mà. Anh có chắc là hắn ta tốt hơn không? Hắn ta chết rồi. Tôi cũng vậy. Chúng tôi chết rồi. Ông làm gì vậy? Xin lỗi nha người bạn của tôi. Quá? Không. Ủa thằng Bradley lại sống lại rồi kìa. Chấm hỏi. Ở đây bọn này có thuốc phục sinh à? Một thằng chết cháy sống lại và một thằng bị đâm xuyên người cũng sống lại. Very nice. Thì đó là bao lâu nay ông chồng Pierre Hawkins bán thuốc bất tử. Rồi xong. What happened to me? Kiến trúc này một là nhà tù mà hai là nhà thương điên thôi. Thuốc gì ấy? Mẹ nó xả cái khói gì vào đây đấy? À, đây là nhà thương điên rồi. Cái kiểu mà xích xích đây là nhà thương điên rồi. Hello? I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. Thả em ra với. If I go out, he'll see me. No. Nếu tôi ra ngoài hắn ta sẽ thấy tôi mất. Không. Làm ơn. Tôi không muốn hắn ta nhìn thấy tôi. How about me? Thả mình ra với. Mình cũng vô tội nè. Chờ đến lượt mình được thả ra. Hả? Lại đây là đâu nữa? Tại sao cứ mỗi lần thức dậy là một nơi khác nhau? Sao lát quá vậy? Có nến không? Sao đi cả thọt thế này? Ai đây?
Họ đã tìm ra tôi và họ săn đuổi tôi. Ngay cả trong giấc mơ của tôi. Ai đấy? Mấy con mực nào đấy? Nhìn con quen đấy nhỉ? The fuck, my friend? Không có biển nào đủ đen để có thể che đi được dòng máu của ta. Không có cơn gió nào đủ mạnh để thổi tan giấc mơ của ta. What? Càng ngày càng thấy mơ hồ. Wake up. Come on, stand up. Anh ơi, đứng lên đi. Chúng ta không có thời gian đâu. Ai đây? Có một bà già nào đang đến cứu mình. Can you stand up? Anh có đứng được không? Cô là ai? A friend of Ethan Bradley. Tôi là một người bạn của Ethan Bradley. Hắn ta nói anh ở đây. Khoan. Bradley còn sống à? Tôi không hiểu. I don't understand. You filled me so full of drugs, cô tiêm thuốc vào người tôi mà tôi còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa. Làm ơn tin rằng tôi không có liên quan đến những cái thứ mất dạy người ta làm ở đây đâu. Ngày này tôi không có thời gian để giải thích đâu. I'm not really supposed to be here. Tôi thực sự không nên ở đây nữa cơ. Vì lý do tốt cho anh. Anh cần phải đi thôi, càng sớm càng tốt. Và tất nhiên không để người ta phát hiện được. Tôi đã mang quần áo đến cho anh. Hãy đi cùng tôi. Chúng ta sẽ lên lầu. Chờ một chút. Họ làm gì với những bệnh nhân ở đây vậy? Tôi cũng muốn biết điều đó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy họ khi mà họ mang đến những nơi tiêm thuốc thôi. Những cái vấn đề mà họ không có thì họ xuống dưới lầu. Nhưng mà chúng ta không nên nói về vấn đề này ở đây. Chúng ta không nên ở đây nữa. Có hai người đàn ông đang đứng canh cửa ở phía là cầu thang. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể lên lầu được. Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng họ và ít nhất một trong số họ sẽ đi với tôi. Tất cả những gì anh cần làm là đi theo tôi. Càng sớm càng tốt. Tôi đã hiểu. Let's go. Go. Ủa con kia đâu rồi? If I don't get out of here, I'll end up like him. Đứa nào đang cười hay vậy? Poor wretch. Bác tiến sĩ Corden, tôi không ngờ cô lại ở đây đấy. Sự tò mò của cô làm cho tôi thật là cái gì đó vân vân và vân vân. Tôi không hiểu. Những người ở đây cần được chăm sóc. Họ để các người để họ ở một nơi thật là kinh khủng. Thôi lên lầu đi. Còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ cô đấy. Còn anh, quý ông, đừng làm tôi phải thất vọng nữa. Không ai được vào hoặc là được ra khỏi nơi này. Vâng, thưa tiến sĩ, thưa bác sĩ. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Khi đắt, mình cần phải tìm đường ra bằng cách của riêng mình. Con kia không giúp được mình rồi. Con kia không có đánh lạc hướng được bớt được một thằng để mình chạy nên mình phải tự một mình đánh lạc hướng hai thằng. Holy shit, my friend. Mình nhờ phải lên lầu đúng không ta? Hello, cái gì đây? Good God. Chú ơi. What could this machine be used for? Cái máy này được dùng để làm gì? Thử mới biết được chứ. Lên ngồi mới biết được. Vats of rotten flesh. Cái gì? Có cả miếng thịt rơi ở đây à? Đây là hệ thống dịch điện thì phải. Dumb pulp novel. Nghe giống như một cuốn tiểu thuyết gì đó. Worse and worse. Quá tệ hại. Úi chà, ghê nhỉ. Cái gì? Mình còn có thể tăng lên à? I can still increase the load. À, đây 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 đây. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this. Have I activated it? Wow! Rồi bây giờ mình sẽ gây ra một sự đánh lạc hướng để mình bỏ chạy, ok? I can still increase the load. Cái gì còn tăng lên nữa hả? Má thằng này nó ác vậy. Cái gì đây? Trốn. Aha.
Vậy là tí nữa mình gây ra sự đánh lạc hướng rồi mình bắt đầu trốn vào cái tủ này. Ok. Coi còn chỗ nào tăng điện áp lên được không? Ngoài đây không? Đây, tăng điện áp lên nào. It's done. Now for the others. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Tăng điện áp lên thôi. Dịch điện thôi. Thằng nào vào thằng đó chết. I can still increase the nữa. Oh shit, oh shit. Tắt nến đi thằng ngu này. Đang lén lút mà ông cứ... Có bệnh nhân này. Còn một công tắc nữa. Còn một công tắc nữa mình phải bật lên. Lúc đó mình mới có thể kích hoạt được chế độ quá tải điện. Xa vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đang đếm tù nhân đấy. 7. Có thằng trước mặt kìa. Ngủ chưa? Ngủ đấy. You. Yeah, you there. Come here. Anh kia lại đây nói chuyện. There, but you don't seem to be friends with the nurses. Anh có vẻ như không phải là bạn của y tá. Tôi có thể giúp anh. Help me. Giúp tôi đi. Và tôi sẽ giúp anh một ân huệ. What do you want? Anh muốn gì? Sleep. Ngủ. That's all. Tất cả những gì tôi muốn Sleep. Thôi. You don't want to leave? Anh có muốn rời khỏi đây à? No. Không. Gì ba? Thì đây cũng đâu có đâu. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. La la la. What do I miss? What do I miss? Dụ như đã biết. Vậy anh có giúp tôi hay không? Hãy tìm cho tôi một thứ gì đó để tôi có thể ngủ được. Và sau đó tôi sẽ giúp anh... Giúp anh đánh lạc hướng thằng bảo vệ. Ok. Tôi sẽ tìm cho anh ít thuốc để anh có thể ngủ được. Where do they keep their sleeping pills? Bọn nó cất những viên thuốc ngủ ở đâu? Mình phải đi tìm thuốc ngủ với thằng Nia cái này. Thuốc ngủ, thuốc ngủ. Nè, thuốc này. There. Đây. And remember, và nhớ rằng thuốc này không miễn phí đâu nhá. Đừng lo, anh sẽ có được cái sự đánh lạc hướng của mình. Đi đi. Đi đi trốn đi. Oh shit, sao tự dưng nó nhìn mình? Thấy mình à? Bà nội nó, mình tưởng đứng núp trong này nó không thấy chứ. Đi chưa? Đi chưa, đi chưa? Gì đây? Luyện tập làm chảy máu gì đó. Nhanh nhanh lượn, nhanh lượn, nhanh, có thằng đang đến. What? Carnage. Wow. Oh wow. Oh wow. Bọn này làm cái gì đây biết. What the fuck? Có cánh tay thò xuống này chứ. Đây rồi. Thứ mình cần là thứ này đây. Theoretically, I've only got one lever to push. Theo như lý thuyết thì chỉ còn một cái cần gạt cuối cùng. The fuck? Mình tưởng cái này là cái cuối cùng rồi chứ. Lại còn thêm một cái cuối cùng nữa. Cuối cùng của cuối cùng. Cuối cùng của cuối cùng. Cuối cùng của cuối cùng. Còn cái nào nữa ta? Đừng nhìn thêm. Anh không thấy em không thấy anh, đôi ta không thấy nhau. Ủa còn cái nào nữa ta? Đừng thấy em, đừng thấy em. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Tất cả chỉ là ảo giác. Run, run, run. Ơ, 7, 7, 7, 7, 7. Gì đây? Lịch sử về y khoa. Ủa đều có dấu chấm hỏi nè. Ê, có cái van này nè. Gì vậy? Tôi chạy vào đây có được chưa?
À, đúng rồi, mới được có ba cái à, thiếu một cái nè. Cái này hết cỡ, hết cỡ, hết cỡ này, còn cái này chưa hết cỡ. Đâu vậy? Theo như cái dây này thì là màu xanh lá cây, màu xanh lá cây dẫn vào đây. Thế nó dẫn đi đâu? Em màu xanh lá cây nè. Dây này dây xanh lá cây gì nữa? Xanh lá cây, xanh lá cây. Đi đâu vào đây? Đi theo cái xanh lá cây này coi. Dẫn đâu vậy? Dẫn ra ngoài rồi. Dẫn ra ngoài rồi. Đây xanh lá cây này. Xanh lá cây. Đi qua kia hả? Không thể tạo. It's locked. Phá. Sao mà vào đây được? It's no use. The padlock won't go. Căng nhẹ. Adu. Này là cái gì ta? Mình không hiểu cái này là cái gì luôn á. Padlock won't give. Shit. Kiếm cái kìm mà để cắt cái xích. Ê, có mấy cái chìa khóa nè. Fuck? Thì ra chìa khóa nằm đây này giờ. Mà này giờ mình cứ đi. Mày không thấy tao. Ủa, vậy mà không thấy mình thật kìa. Run, run, run. Lính đâu hết rồi? Hay nhắm Dũng ơi. Lượn 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 lượn. Có chìa khóa rồi, mở cửa này giọt giọt giọt. Thì là chìa khóa nằm đó này giờ. Xong. All the levers are activated. Tất cả các bạn đã được kích hoạt cái gì đây biết? Gì đây? Sao tim đập mạnh vậy? Sao tim đập mạnh vậy? Sao tim đập ghê vậy? Ô, sao tim đập ghê thế? Thằng này sợ không gian hẹp hay sao mà vào nó tim đập ghê vậy? Gì để biết? This lever must turn on the gas machine. Cái này là bật ga. Mở này ra trước tí còn chạy chứ. Khó hiểu nhỉ? Bây giờ mình sẽ vặn cái này lên đúng không? Vặn này lên cho nó hết cỡ đi. Cái này gọi là phá hoại đấy. Xong rồi bật cái này lên. Hui. I've got to hide before the guards see me. Mình phải trốn trước khi thằng lính vào đây tìm mình. Chết mẹ, trốn chỗ nào? Trốn chỗ nào? Trốn chỗ nào? Mẹ, không có chỗ trốn. Trốn chỗ nào? Hello. Oh shit my friend. Ờ mày quá, trốn vào đây. Trốn được rồi. Ừ, trước khi trốn vào đây chơi tí. Đây là đâu? Ông lại. Ai đây? Con mực nào đây? Bác sĩ? Doctor, phải ông đó không? is that you? No. Don't you worry about the doctor. Đừng lo về bác sĩ nữa. Right now, bây giờ, plenty to keep ông ta có một đống thời gian đang bận rộn với cái máy của ông ấy. It gives us time to get away. Chúng ta sẽ có thời gian để trốn thoát. I'll undo you. Tôi sẽ cởi trói cho anh. Get away? Trốn thoát? Get away where? Trốn đi đâu? I can't go anywhere. Tôi không thể đi đâu bất cứ nơi nào được. Họ like sẽ tìm tôi. Họ sẽ giống như có thể tìm tôi ở đây được. Đừng ở với tôi hoặc là anh sẽ bị bắt giống như tôi.
La la la. Kiến thức y khoa chưa đủ để chọn cái câu trả lời này. Họ đã làm gì anh vậy? Anh là Sander phải không? Tôi nghe đến tên anh từ phòng giam của tôi. Họ đã làm gì anh? Fuller muốn gì từ anh? Bác sĩ. Anh nghĩ bác sĩ làm tôi sợ. Bác sĩ muốn giúp tôi mà. Nhưng mà hắn ta chính là thằng bị điên đấy. Hắn ta muốn phục hồi lại cái thị lực của tôi. Hắn ta muốn đưa lại đôi mắt cho tôi. Và tôi nói với hắn là tôi không muốn. Tôi không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. What? Sarah. Lời nguyền của cô ta và bức tranh của cô ta đang giết tôi. Anh đang nói về Sarah Hawkins. Chính nó đó. Cái thứ huyền thoại đó. Không có một người nghệ sĩ nào có những lời nguyền hơn Sarah Hawkins. The fuck? Bí mật của Sarah Hawkins là gì? Cô ta đã làm gì anh? Không, không, không. Cô ta đang nguyền rủa rằng cô ta sẽ làm tôi bị thương. Anh nói rằng là Sarah Hawkins đang ám ảnh anh. Chính xác. Cái sự tỉnh táo, cái sự ăn năn của cô ta đang giết tôi. Chuyện gì đang xảy ra trên hòn đảo này? Tôi xin lỗi. Chúng ta không nên gặp nhau. Anh đang nói cái gì vậy? Định mệnh. Nó đã bắt anh ở đây. Đừng để nó nhìn thấy anh. Hoặc là anh không bao giờ trốn thoát được nó. Đừng nhìn vào mặt nó. Đó là cách mà chúng ta có thể chiến thắng nó. Người vị khách của Sarah Hawkins. The Summer. Sander, anh bình tĩnh lại cái nào. Không có cô ta. Không có cách nào để có thể cứu được tôi nữa. Đừng! Sander! Oh! Oh! Okay! What the hell? Oh my god! Gãy chân rồi kìa! Oh my god! I got it! What the fuck? This is insane! What killed him? Thứ gì để giết hắn ta? Chúa mới biết được. Ôi da. Cái gì đấy? Nhìn mặt giống dung. Fuck you. Thằng đó là bị bịt mắt, ok? Còn mình thì chỉ mở mỗi đôi mắt này ra. Oh shit. Chính vì những cái khí ga mà bây giờ mình đã siêu mất. Please, dậy đi. Đầu của tôi. Chúng ta cần phải đi thôi. What the fuck is going on? Here we go. The way we kick it in the dojo was local for sure, though we paved in the road that's opposed to the dojo. Going over your head like a